Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 71459153115915311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com Thảo Thầy... Yên. Hoàng Trung thì trở lại với tất cả quý các giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới một ngày thứ sáu rất đẹp ở California. Mong rằng quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Cảm ơn quý vị đã chọn Little Sài Gòn TV theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Rất nhiều các bản tin cập nhật từ tình hình địa phương Hoa Kỳ và trên thế giới. Và đặc biệt là vấn đề khói bụi ở New York xem ra không có giảm tí nào Thảo Yên. Vâng thưa quý vị và thưa anh, à, ngày hôm nay... Ừ. Um, nói chung đó là cái nhiệt độ thì nó cũng không có xuống nhiều à, yeah. giữ mất khoảng từ 70 cho đến lên được khoảng 72 vào buổi trưa à, tại vì buổi sáng sớm hôm nay thì cũng không có nhiều mây mù và cái cơ hội mà mưa ngày hôm nay thì vào khoảng 10 đến 12 phần trăm gió thì khoảng 10 và một giờ trong bữa nay cũng không có lạnh lắm nhưng mà qua đến ngày mai quý vị thấy là coi như là trời âm u tối đen hết à, bởi vì cái cái luồng khí lạnh nó kéo về đó để rồi ngày chủ nhật thì cơ hội mà mưa lên đến 25%. Nói chung là hai ngày cuối tuần đó trời là âm u, mây mù và mưa nữa. À mưa thì chắc kéo dài luôn qua cho đến thứ hai, thứ ba tuần sau cho nên cái cuối tuần này quý vị có đi đâu thì nhớ cầm theo cây dù. Mà đặc biệt nhà em chủ nhật này đi đám cưới mà đám cưới này bị mưa thấy cũng tội nghiệp quá không biết làm sao. Không thứ bảy. Không, đám cưới của bạn ngày chủ nhật. Đám cưới lại ngày chủ nhật Là Làm ngày mưa nữa. Mưa. Hả? nhưng mà không đến nổi đâu tôi nghĩ khoảng chừng 25 phần trăm thì nhiều khi nhiều nơi không có mưa nữa à, đây là hình ảnh của hãng thông tấn Reuters gửi về từ thủ đô Washington rồi ở Pennsylvania cũng như ở New York thưa quý vị Washington cũng bị ảnh hưởng à, bản tin nói rằng các hoạt động ở ngoài trời cũng được khuyến cáo là không nên diễn ra các cuộc họp của tòa bạch ốc ở vườn hồng vân vân tổ chức ở ngoài trời đã cũng bị trì hoãn rời lại cho đến khi có những tin tức lạc quan hơn về tình trạng cháy rừng ở canada à, new york cho đến ngày hôm nay vẫn những, những khuyến cáo và tin tức sáng nay đọc thì thấy vẫn các phi trường họ vẫn đưa ra các khuyến cáo à, lagardia ở new york à, vẫn tiếp tục à, trì hoãn à, họ sẽ cho phép những chuyến bay đáp xuống tiêu tùy tùy theo cái tình hình mà hiện nay khói bụi ở tại New York như thế nào vẫn vẫn còn nhiều khuyến cáo bởi vì không có đơn giản chỉ trong vòng 24 giờ mà đám cháy ở Canada được dập tắt mấy trăm đám cháy rừng thưa quý vị thị trường tài chính ngày hôm nay một bản tin rất vui vào sáng ngày hôm nay riêng với khu vực mà S&P 500 đó thì đây là mỗi ngày quý vị thấy ba cái thị trường mà chúng tôi đề cập tới bởi vì có bao nhiêu ngàn 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 công ty niêm yết à, tại thị trường chứng khoán cho nên họ mới đưa vào họ xếp những cái công ty này tùy theo các à, các khu vực các hoạt động của các công ty để nó dễ dàng kiểm soát hơn và dễ dàng cho người đầu tư thí dụ như quý vị muốn đầu tư vào à, công kỹ nghệ công nghệ cao thì quý vị đầu tư vào Nasdaq, quý vị muốn đầu tư vào các cửa hàng bán lẻ hoặc là vân vân thì Dow Jones, S&P 500 cũng tương tự như vậy. Và đây là tin vui với giới đầu tư. Họ nói ngày hôm nay chính thức là ngày mà thị trường gấu đã kết thúc. Lý do là trong thời gian vừa qua đó, S&P 500 họ nói từ năm 2022 là nước Mỹ rơi vào thị trường gấu do ảnh hưởng của phân lời cao, lạm phát vân vân và các lợi nhuận của các công ty không có nhiều. Và từ năm ngoái cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy các hoạt động của thị trường nó rất là tệ hại. Năm 2021 mạnh bao nhiêu thì 22 tệ hại bấy nhiêu nhưng thời gian đó đã qua đi. Thì họ hy vọng bắt đầu từ ngày hôm qua và từ bây giờ trở đi đó. À, nó theo chu kỳ thì quý vị thị trường khi mà nó lên đến tột đỉnh đó thì nó ở thị trường gọi là bull market là thị trường của con bò mộng nó hút đó, là cao nhất nhưng mà rồi cái gì nó lên cao nhất rồi thì nó bắt đầu nó rơi xuống nó rơi 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 thì nó rơi vào thị trường bear market cho đến khi nào nó rơi xuống đáy thì rơi nó xuống đáy như thế này thì trong thời gian qua trong 2022 Họ xem là thị trường bear market tức là thị trường đã rơi xuống đáy rồi Một khi mà thị trường tăng lên từ đáy mà lên được 20% Từ đáy 20% không có nghĩa là trở lại với mức cũ Nhưng mà chỉ cần 20% thôi Thì đó là biểu hiện của thị trường S&P ngày hôm nay Đã tăng được 20% trở lại Và họ nói rằng tăng 20% trở lại thì cái thị trường đấy nó không còn hiện hữu nữa và bây giờ nó bắt đầu tăng lên tăng bao nhiêu thì chưa ai biết được không ai đoán trước được thị trường cả nhưng mà họ nói ít nhất đó là thị trường đầu tư của nước mỹ đã rơi xuống đấy rồi điều đó có nghĩa là chúng ta biết tới đấy à, thị trường bây giờ đã đã tăng lên trở lại và không có nghĩa là nó sẽ quay trở lại đấy nữa bởi vì nó chu kỳ mà Bây giờ thì từ đấy bắt đầu đi, đi lên dần, đi lên dần cho đến khi nào đến đỉnh mới. Đỉnh mới có thể là 2024, sang năm, hoặc là cuối năm nay, mình không biết được. Khi mà bắt đầu từ đỉnh mà nó rớt xuống 20% á, thì có nghĩa là thị trường nó lại rơi vào bear market. À, cho nên lên 20%, rớt 20% để người ta đo lường thị trường bear, con gấu, hoặc là thị trường con bò tót. À, S&P 500 lên đến 22 và 4.316 à, Nasdaq 13.330 Như quý vị thấy đó Nó không có lên tới đỉnh điểm của 15.000 như trước đây Nhưng mà ít nhất nó không còn rơi xuống nữa Để dưới mức 12.000 mấy Chúng ta nhớ có có lúc Nasdaq xuống còn có 12.000 mấy trăm thôi Hôm nay lên được 94 điểm à, Dow Jones cũng thế nữa Bây giờ trở lại với mức 33.940 Thưa quý vị đây là cái mức rất là tốt của thị trường Dow Jones. Nếu những quý vị nào đã mua thị trường Dow Jones trước đây. Thì trong năm 2022 nếu quý vị mất bao nhiêu đó. Thì bây giờ hầu như nếu giữ những cái cổ phiếu đó. đó thì quý vị coi như không mất. Không mất không có nghĩa là lời. Nhưng mà không có mất tiền. Lên được 105 điểm. S&P 500 một lần nữa lên 23 Công trái phiếu 10 năm là 3,74 tiếp tục và mức cao hơn nữa, giá dầu lên 39 sen, hôm nay là 71 đồng 68 sen, vàng xuống 40 sen một troy ounce, 1978 đồng. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì tin tức mà ông Trump bị truy tố đó đã chính thức được công bố. Mặc dù bây giờ đó cái cái bản cáo trạng nó đang under seal thưa quý vị, nhưng mà có hai nguồn tin từ bên trong đã tiết lộ cho báo chí là họ biết được ông Trump bị truy tố 7 tội. Ừ. À, mà mà à, bây giờ họ chỉ có thể nói là họ biết được có khoảng 2 trong 7 tội này thôi liên quan đến cái chuyện đó là ông uh, mishandling những cái classify documents mà họ nói chính xác là khoảng hơn 100 cái documents của chính phủ à, rồi trong đó có một uh, cái tội đó là false statements tuyên bố sai sự thật ừ. à, và conspiracy to obstruct âm uh, um, um, mưu làm cái gì? Âm mưu cản trở uh, công lý. Uh, uh, Dạ, vâng thưa quý vị thì đó là những gì mà những cái nguồn tin họ biết được Họ lít ra cho báo chí biết chứ còn thật sự cái chi tiết như thế nào thì họ không biết được à, Thì còn nhớ đó là vào tháng 8 năm ngoái thưa quý vị Khi mà cơ quan FBI họ có được cái search warrant đi lục soát Cái khu vực à, toàn bộ cái tư dinh Mar-a-Lago của ông Trump đó Thì khi đó những cái người điều tra họ nói rằng họ đang tìm bằng chứng cho ba cái tội đó là ông Trump mishandling hồ sơ nhạy cảm của chính phủ và bao gồm những cái việc liệu những cái tài liệu này có bị ông chia sẻ với những người mà họ gọi là authorized hay không ừ. thì à, bây giờ có vẻ như là họ đã tìm được bằng chứng cho ba cái việc này rồi cho nên là họ mới chính thức đưa ra cái bản cáo trạng và đương nhiên cái 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 chuyện này lại là một cái tin chấn động từ cả hai luồng dư luận ủng hộ cho ông Trump và những người uh, ghét ông Trump nữa uh, và những người đối thủ chính trong Đảng Cộng hòa ngay của ông đó sau khi tin tức này đưa ra thì họ đã có những tuyên bố như thế nào. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy to Easy chuyên bán cao cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing Shabu, Shabu lẩu băng chuyền on you can eat Nature Medical Fulcan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. vâng thưa quý vị tiếp tục trong cái bản cáo trạng bao gồm 7 tội hiện nay ông trump đang bị truy tố thì ông luật sư đại diện cho ông trump đó là jim trusty ông cũng thừa nhận là phía văn phòng của ông đã nhận được những cái giống như là thông báo pháp lý cần thiết thì ông nói là bây giờ ông chỉ có thể nói có một cái truy tố nó liên quan tới cái đạo luật espionage Act là đạo luật uh, Thế, uh, 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 gián điệp. à, dán đẹp thôi quý vị thì uh, đây là uh, với cái việc bị cáo buộc này đó đánh dấu lần thứ hai ông trump bị truy tố kể từ khi rời chức và đương nhiên cái chuyện này nó kéo theo hàng loạt những cái ý kiến mà những người mà ủng hộ ông trump và đương nhiên phía bên đảng cộng hòa đó thì bây giờ họ đang kêu gào là chính phủ của ông biden đang uh, giống như là sử dụng những cái chiêu trò chính trị để mà loại bỏ một đối thủ nặng ký cho cái um, việc ứng cử vào năm tới thì um, phản ứng của những người mà đối thủ của ông Trump trong nội bộ đảng Cộng Hòa như thế nào đó mà trong đó ba người mà nổi trội nhất là ông Mike Pence, ông DeSantis, với ông Chris Christie như thế nào thì uh, ông Mike Pence đó, thưa quý vị, ông đã uh, đưa ra cái tuyên bố là ông kêu gọi bộ uh, bộ tư pháp hãy in siêu cái bản cáo trạng này để cho người dân tự đánh giá xem là liệu có phải bộ tư pháp à, đang chơi chiêu trò chính trị hay thật sự là ông trump ổng đáng tội hay không còn ông de santis thì à, ông lại nói là cái việc mà một cơ quan thực thi pháp luật mà giống như là weaponize à, dùng những cái à, luật pháp để mà đi à, trừng phạt một người à, là một cái mối đe dọa trong một cái xã hội à, tự do và ông de santis ông nói là tại sao phía chính quyền đó lại quá giống như là sốt sắng đi pursue ông trump trong khi suốt nhiều năm trước đó thì lại rất thụ động trong cái chuyện của bà hillary và cái cuộc điều tra về những cái sai phạm những cái việc mà, mà vi phạm pháp luật của Hunter Biden thì uh, cứ y cứ ạch à, à, như thế này còn riêng ông Chris, uh, Chris Christie đó là cái người mà từ uh, mấy tháng nay liên tục chống đối ông Trump thì ông này ông nói là không có ai ở trên luật pháp cả và chiều nay trong phần tin tức nổi bật chúng tôi cùng với Đinh Quang Thái sẽ tiếp tục phân tích sâu hơn nữa bảy tội danh và ông Jack Smith công tố viên đặc biệt được Bộ Tư pháp bổ nhiệm đó đã có những bằng chứng như thế nào à, sau khi ngày hôm nay à, những cái chi tiết đó đã được các hãng thông tấn trong đó có CNN ghi nhận được cũng như các à, hãng khác để họ thấy rằng trong quá khứ ông Trump và tia, lời nói của ông được ghi vào trong thép sau khi ông rời khỏi tòa bạch ốc và tuyên bố những gì để có bằng chứng cụ thể như chúng tôi đã thưa đã không có đơn giản là à, cáo buộc chỉ đưa ra những cáo buộc mà thôi bởi vì cái vai trò và cái trách nhiệm rất quan trọng của ông Jack Smith đó, công tố viên phải thuyết phục và thuyết phục không còn nghi ngờ gì nữa, theo luật pháp của nước Mỹ, bất kể vấn đề gì. Ông mà, mà càng nhân vật rất cao cấp như là ông cựu Tổng thống Trump ở đây nữa, thì người công tố viên càng phải cẩn trọng hơn nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ thôi, trong tất cả 100 bằng chứng. Thí dụ như quý vị đưa một người ra để truy tố về tội giết người. Nhưng mà trong số bồi thẩm đoàn 12 người đó, mà quý vị không có chứng minh được có một cái chi tiết nhỏ mà họ thắc mắc thôi đó thì nó dẫn đến cái tình trạng mà treo lơ lửng hungry có nghĩa là các bồi thẩm đoàn không có à, quyết định là ô oh, tôi vẫn còn cái nghi ngờ này cho nên phải vượt qua khỏi cái sự nghi ngờ mới chứng minh được và truy tố được cái điểm đó bởi vì không có lý do nào mất cả bao nhiêu công sức thời gian qua để cuối cùng chỉ có một cái sơ hở đó thôi cho nên ông công tố này phải có cái trách vụ làm thế nào đưa ra tất cả các bằng chứng dựa trên luật pháp và các quy định hiện có trong bộ luật về gián điệp của hoa kỳ để thuyết phục bồi thẩm đoàn ở trường hợp này bởi vì liên quan tới hồ sơ của chính phủ cho nên đó là đại bồi thẩm đoàn grand jury thưa quý vị và ở tại ở Miami, uh, Florida để uh, ngày hôm nay họ nói rằng gặp uh, phóng viên tất cả các nơi từ thế giới kể cả nội địa nữa họ đang tìm cách để tập trung uh, chờ đến ngày thứ ba theo lời của ông Trump tất cả những chi tiết này chúng ta nghe được biết được là từ ông Trump ra chứ còn bên phía Bộ Tư pháp họ rất là kín miệng họ chỉ nói rằng họ báo cho luật sư của ông Trump biết là họ sẽ uh, khởi tố đó nhưng mà rồi thì tối ngày hôm qua chính ông Trump là người đã đưa lên trên mạng xã hội của ông để nói rằng tôi vô tội và tôi bây giờ đang bị nhắm tấn công ở tại Alabama đây là một bản tin rất vui cho cộng đồng người gốc Phi Châu rất tiếc cái trường hợp này đã từng xảy ra ở quận Cam chúng ta nhưng mà rất tiếc là người Việt Nam chúng ta hiền quá không có mạnh tiếng như là người gốc Phi Châu à, quý vị còn nhớ những cái chuyện mà vẽ bản đồ lại không ạ à, à ở, ở nước mỹ này đó à, có những cái luật để bảo vệ à, nói chung là các khu vực tránh bị quá đông một cái phe nhóm nào đó à, thao túng cho nên lý do mà họ phải vẽ bản đồ lại bản đồ chính trị để tránh cho một nhóm thao túng tình hình à, nhất là vấn đề các giới chức à, được người dân bầu cái khổ đây đó là ở tại mosa này chúng ta có midway city westminster garden Grove đặc biệt là westminster nhưng mà bởi vì trong cái phạm vi thành phố đó họ không có vẽ bản đồ thành phố lại chứ còn vẽ bản đồ thành phố lại thì chắc có lẽ là sẽ có nhiều ứng viên mễ hoặc là gốc phi châu hoặc là mỹ trắng nhiều hơn chứ không phải là đa số là người việt nam thì phía hiến pháp của Hoa Kỳ cho phép các khu vực nhất là đại diện dân cử đại, dân biểu các ghế từ congressional đó tức là ghế của hạ viện trở lên đó thì nếu một cái khu vực tập trung nhiều quá cho nên chúng ta nhớ đó cách đây khoảng trên chục năm ở tại cái khu vực này đã vẽ bản đồ lại bởi vì họ thấy cái khu vực nếu mà không vẽ lại đó thì à, người ứng viên trong cái khu vực Westminster vân vân Garden Grove hoặc là họ có những cái địa hạt đó sẽ cái thành phần cử tri của người Việt Nam quá đông sẽ áp đảo và dẫn đến cái sự mất cân bằng. Cái trường hợp này ngày hôm nay đã xảy ra ở Alabama nhắm vào những người gốc Phi Châu ở Alabama. Và điểm đáng chú ý Alabama với đa số là người theo đảng Cộng Hòa. Và thực sự thì họ cũng không tiểu bang Alabama là cái, cái gần như là cái nôi của sự kỳ thị chủng tộc đó thưa quý vị Mississippi, Alabama thời gian ngày xa xưa đó à, nhất là Alabama và những cái tiểu bang gọi gọi là phía nam của nước Mỹ khác là cái nôi của sự uh, uh, kỳ thị chủng tộc bởi vì phía nam nếu mà trở lại với thời kỳ nội chiến của nước Mỹ đó cái phía nam của nước Mỹ này là nơi mà các trang trại đồn điền đó họ sở hữu người nô lệ nhiều nhất, cho nên dẫn đến cái cuộc nội chiến mà Abraham Lincoln chiến thắng đó là để đánh tan cái việc mà uh, sở hữu nô lệ. Cho nên khi mà nói tới Alabama, cho đến giờ phút này những cái vấn đề liên quan đến người gốc Phi Châu liên quan tới uh, hiến pháp nó vẫn tiếp tục là cái đề tài gây tranh cãi. thì trở lại một lần nữa đây là một cái bản tính rất quan trọng và người ta hơi ngạc nhiên hơi thôi, bởi vì họ nói rằng hai vị thẩm phán bảo thủ của tòa tối cao pháp viện John Roberts và Kavanaugh. Kavanaugh là do ông Trump bổ nhiệm. Thế nhưng hai vị này đã nhảy sang phía các vị thẩm phán tương đối ôn hòa hơn để ủng hộ cái việc chống lại đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Alabama vẽ bản đồ lại. Và họ nói rằng cái việc vẽ bản đồ này nó không cân xứng với cái sắc dân mà khổ nỗi đó Những người đảng cộng hòa này nói đó Họ nói dựa vào hiến pháp thì chúng tôi được quyền chứ Bởi vì nếu chúng tôi không vẽ bản đồ lại đó Thì cái khu vực này Toàn là người gốc Phi châu đi bỏ phiếu thôi Cái người da trắng Không bao giờ có ai đại diện cả Thế nhưng trở lại đó um, Phe thẩm phán tòa tối cao pháp viện nói không Cả tiểu bang Alabama của các anh đó ý nói là của người da trắng đó là quá đông những người đại diện rồi. Người da gốc Phi Châu chỉ tập trung ở một số các khu vực. Mặc dù họ chiếm rất đông, nhưng mà họ vẫn cần phải có một người đại diện của chính cử tri của họ. Và đó là lý do, mặc dù trên lý thuyết giấy tờ thì chúng ta thấy công bằng phải không bạn? Bởi vì đây ở đây đó họ nói là bốn người gốc Phi Châu mới có một người da trắng. Thì cái chuyện vẽ bản đồ lại làm sao để cái khu vực này chỉ còn hai người góc phi châu hoặc là ba người góc phi châu thôi tòa tối cao pháp việt nói không việc vẽ lại như vậy đó càng làm cái sự khoảng cách của cử tri góc phi châu không có người đại diện ở alabama còn cao hơn họ giải thích một lần nữa ở tại tiểu bang alabama đã có nhiều đại diện của người da trắng rồi, quá rồi họ cần có thêm đại diện của người góc phi châu Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 714657766. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714 591 5311 591 5311. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn.com. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần 3 của chương trình và à, tiếp tục trong à, các bản tin địa phương Hoa Kỳ thì à, thưa quý vị mới đây cảnh sát ở tại à, Detroit, mà Michigan đã lên tiếng kêu gọi à, những gia đình nào mà sở hữu súng đó phải à, nói chung là cẩn thận tại vì bây giờ đó cứ có thể nói trung bình là mỗi một tuần chúng ta đều nghe những cái tin là trẻ nhỏ ở trong nhà mấy tuổi thôi à, à 4, năm tuổi 6 tuổi à, tìm được cây súng của cha, cha mẹ rồi lấy bắn mà thường là bắn bị thương à, những đứa anh chị em của mình thôi thì cái chuyện này lại tiếp tục xảy ra vào tối ngày hôm qua à, cho một gia đình ở tại detroit thì phía cảnh sát họ nói là khoảng bảy giờ bốn đó thì cảnh sát nhận được cuộc gọi à, cái gia đình này đã thực sự ra là tối ngày hôm qua có đầy đủ người lớn ở nhà, gia đình có hai đứa con 6 tuổi với một tuổi thì cảnh sát nói là thứ nhất người cha của hai đứa nhỏ đó đang ở trong nhà rồi có người anh người em gì đó họ đang sửa chữa hàng rào thì hai đứa nhỏ nó đang ở ngay trước nhà luôn chung với với người lớn họ có để mấy cái nhà mà nó gọi là bao si hao xong thưa quý vị mấy đứa nhỏ nó vào nó nhảy tưng 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 ở trọng đó thì người mẹ thì lúi húi ở trong bếp vậy mà không hiểu làm sao mà cái đứa bé 6 tuổi đó nó đi vào trong nhà thì bây giờ cảnh sát họ nghĩ là chắc cây súng không có được cất ở trong tủ hay là trong cái xếp đàng hoàng mà người lớn họ để ở trong phòng khách thôi nó tìm được cây súng và nó cầm nó đi vào trong cái bao si hao và nó bắn thẳng vào đứa em mới có một tuổi của nó thì cảnh sát nói đứa nhỏ một tuổi đó bị bắn không chỉ một mà đến hai lần lần một lần trúng vào ngực và phát thứ nhì đó thì bay sượt qua mặt trúng vào ở trên mặt đó nhưng mà rất là may không có nguy hiểm cho tính mạng được đưa vào trong bệnh viện thì đến sáng ngày hôm nay tình trạng đã ổn định thì bây giờ đó cảnh sát họ nói là tính đến sáng ngày hôm nay họ chưa có bắt ai trong cái gia đình này hết tuy nhiên cần phải nhắc thêm là cái tiểu bang Michigan này vào hồi tháng tư đó thì bà thống đốc bà đã ký ban hành một cái đạo luật liên quan đến cái chuyện mà bảo quản à, súng đạn là một người mà có sở hữu súng hợp pháp đó là thứ nhất phải à, cất cây súng ở trong cái họp nói chung là cái luật này cũng bắt đầu giống ở những cái tiểu bang khác rồi thưa quý vị à, và khi mà có con nít trong nhà thì là um, phải có người lớn và và trông coi cái cái nơi mà cất cây súng này thì bây giờ rõ ràng là cái gia đình này đã vi phạm cái đạo luật về việc bảo quản súng đạn à, không biết là khi nào uh, cảnh sát họ sẽ chính thức truy tố cái người chủ sở hữu của cây súng không biết là người cha hay là người mẹ thưa quý vị chúng tôi đã gửi đến quý vị thường xuyên các bản tin thời sự thế giới thế giới và trong những cái bản tin này rõ ràng có những tin nó ảnh hưởng đến túi tiền của chúng ta trực tiếp thí dụ như nói về chuyện ukraine mà chiến tranh xa xôi như thế nhưng mà chiến tranh xảy ra rõ ràng nó gây ảnh hưởng toàn bộ trên cả thế giới và trực tiếp vào túi tiền của chúng ta bên cạnh cái chuyện của ukraine là chuyện của ả rập saudi trực tiếp luôn một tuyên bố của Ả Rập thôi là cả thế giới chúng ta thấy là tốn tiền <laughs> vì lý do là họ tuyên bố và họ cái cái vấn đề ở đây đó cả thế giới bao nhiêu trăm quốc gia như thế nó rộng lớn như thế mà để cho một nước với cái trữ lượng dầu thô lớn nhất trên thế giới ngày nay đó ảnh hưởng thì đó là điều mà phía Mỹ và các quốc gia khác trong đó kể cả châu Âu nó họ rất là bực bội nhưng mà làm thế nào bây giờ À, một đất nước mà không có tài nguyên, không có dầu hỏa hoặc là không có khoáng sản thì làm sao để đối trọng được với những cái quyết định như của Ả Rập sau đi. Đây là ông à, Hoàng Thái tử Bin Salman được xem là thay thế vua cha của mình. Ông vua bây giờ cũng già quá rồi, ông về hưu rồi cho nên để lại cho cô đứng con trai trưởng. Nhiều con trai lắm, nhiều thứ phi lắm. Nhưng mà Bin Salman được xem là quyền lực nhất trực tiếp. À, và quyết định của Benjamin đâu có đơn giản bởi vì lãnh đạo Ả Rập Saudi mà khủng khiếp như vậy mà còn trẻ nữa thì còn trẻ cũng hăng máu nhưng mà y đó thì thực sự là rất là thông minh và có tài lãnh đạo chứ không phải là không. Nhưng mà bên cạnh đó đó y không muốn đi theo th thời của vua cha của mình để tiếp tục nằm dưới cái sự control chế ngự của nước Mỹ và điều đó chúng ta thấy được cái mối quan hệ của nước mỹ kể từ khi mà ông vua ả rập á, mà về hưu nhường ngôi lại cho con trai của mình á, nó thay đổi hoàn toàn luôn và mới ngày hôm qua và mới sáng ngày hôm nay hiện diện tại riyadh thủ đô của ả rập Saudi là ông ngoại trưởng hoa kỳ anthony blinken à, quý vị nhìn thấy đấy đây là ông vua ả rập đây và đây là con trai Bin Salman. À, cuộc họp diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ nhưng được xem là rất quan trọng. Tại sao ông Blinken lại có mặt ở Ả Rập Saudi vào thời điểm này? Nhất là sau khi Ả Rập Saudi tuyên bố mặc dầu biết là lạm phát trên thế giới ảnh hưởng về giá dầu rồi chiến tranh, nhưng mà ngay từ đầu khi mà Nga tuyên bố chiến tranh để mà đánh Ukraine đó thì Ả Rập Saudi đứng giữa họ không có muốn can dự vào cái chuyện về phe ai cả. Bởi vì họ nói rằng cái chuyện mà trao đổi dầu hỏa đó, Nga đóng một phần rất quan trọng để ổn định giá dầu. Cho nên đối với Ả Rập Saudi, Nga không nằm trong khối OPEC. Nhưng mà Nga là một đối tác vô cùng quan trọng của cả các quốc gia trong khối OPEC và nhất là đối với ả rập sao đi. cho nên quý vị thấy mỗi lần mà họp khối OPEC á là luôn luôn có đại diện của nga bởi vì họ muốn những quốc gia mà sản xuất dầu hỏa khí đốt á, cùng đưa ra chung một quyết định. thí dụ chúng tôi cắt giảm, chúng ta cùng cắt giảm với nhau như vậy mới ảnh hưởng được giá dầu chung chứ. đó là lý do mà thế giới và kể cả hoa kỳ nữa mặc dù không có tiếng nói bên ngoài có nghĩa là không có những cái tin tức để lộ ra bên ngoài cho thấy rằng cái cái hướng đi cái chiến lược chính sách của Hoa Kỳ đối phó với Ả Rập Saudi như thế nào nhất là kể từ khi cái chết của một ký giả duy nhất là ông Khashoggi chúng ta đã từng nghe ông đã bị giết trong tòa lãnh sự Istanbul thổ nhĩ kỳ và cuối cùng thì người ta mới biết được không ai khác hơn là chính Hoàng Thái tử Benjamin đã ra lệnh giết chỉ vì những cái um, bài viết của ông chỉ trích Hoàng gia và chỉ trích Bin Salman. Benjamin Salman đã từng nói rằng ông không nhận lỗi, không nhận cái vụ mà mình ra tay. Ông chỉ nói như thế này. Điều đáng tiếc là cái vụ ám hại ông ký giả đó, Khashoggi đó, nằm trong thời gian ông đang cai trị Ả Rập Saudi một hình thức gọi là gián tiếp để nhận trách nhiệm. Nhưng mà phía ông Biden lại khác, ông lại tuyên bố sau khi được hỏi như thế nào. Thì cái quan điểm của chính Hoa Kỳ thì nói rằng à, kẻ phạm tội thì phải chịu trách nhiệm và lại cho rằng Bin Salman là kẻ đã giết Khashoggi. Cái chuyện nhỏ đó thôi để cho thấy rằng cái quan điểm của nước Mỹ tôn trọng nhân quyền và cái chuyện mà phản nhân quyền của Ả Rập Saudi rất là rõ ràng tuy nhiên một điểm đáng chú ý là cái cân bằng về quyền lợi giữa hai nước đó là dầu hỏa và đối tác làm ăn nói gì thì nói quyền lợi của nước Mỹ và quyền lợi của Ả Rập Saudi vẫn được cả hai bên quan tâm thì cái việc mà ông ngoại trưởng Blinken đến gặp ông hoàng thái tử này đó chi tiết đó không có được đưa ra nhiều nhưng rõ ràng cái hành động của ông Blinken đến Ả Rập Saudi vào thời điểm này để làm nguội lại cái sự căng thẳng nhất là sau khi mà bên phía ả rập tuyên bố là cắt giảm một triệu thùng dầu tiếp tục gây ảnh hưởng ảnh hưởng đâu ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của ông biden bởi vì ông không muốn lạm phát gia tăng lên nữa giá xăng tăng lên nữa nhất là bước vào xăng năm là dẫn đến cái cuộc bầu cử rồi cho nên người ta xem đây là hành động cũng mang tính chính trị nhưng mà bên cạnh đó cũng tìm ra một cái con đường hòa giải. Một điểm đáng chú ý ngày hôm nay đó là sau cuối cuộc họp này thì hai bên đều đưa ra tuyên bố họ đã đồng ý để kêu gọi ngừng bắn ở Sudan, một quốc gia châu Phi mà trong thời gian qua mấy tuần lễ vừa qua đã à, xảy ra một cuộc nội chiến mà dẫn đến hai phe phái cúng ở quân đội của Sudan nữa đánh nhau dữ dội và gây ra cái chết cho bao nhiêu ngàn người. Cái sự xung đột ở Sudan có thể tràn lan gây ảnh hưởng cho cả cái khu vực mà phía Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi cũng muốn can thiệp để làm bình ổn các khu vực của vùng châu Phi này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chinh và Kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy 2Easy chuyên bán nệm con su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714-487-7889 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền On You Can Eat 714-591-5311, 591-5311 Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com. cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình và thưa quý vị mới đây thì báo chí họ cho biết là có hai cái nguồn tin ẩn danh từ phía giống như là cơ quan mật vụ cia của chính phủ hoa kỳ đó tiết lộ cho báo chí là các nguồn tin này họ tìm được đó là phía trung cộng đó bây giờ đang dùng tiền bạc để mà hối lộ cuba đổi lại là cuba sẽ cho trung cộng xây dựng một cái giống như cái facility ở ngay tại uh, thủ đô havana thưa quý vị mà cái facility này mục đích chính là để nghe lén các thiết bị điện tử của phía chính phủ uh, hoa kỳ thì uh, thật ra cái chuyện mà uh, Trung cộng với lại Hoa Kỳ mà do thám lẫn nhau thì cả thế giới đều biết rồi. nhưng mà như quý vị thấy đó thường là những cái 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 chuyện mà phải đi vào trong phía đất liền của cái nước đó rồi phía Trung cộng là mới bị phát hiện hồi tháng 2 là dùng những cái khinh khí cầu bắt được những cái tín hiệu hay là tất cả những cái thông tin gì đó là cái khinh khí cầu cái balloon đó nó nó chuyển về cho phía Trung cộng mà real time luôn ngay lập tức tất cả những thứ gì mà nó bay ngang qua thì bây giờ đó với cái chuyện mà à, Trung cộng xây dựng một cái phật sư đi mà với cái khoảng cách gần như vậy ngay Havana ở đây là cái bản đồ quý vị thấy là coi như chỉ cách à, phía à, Florida có khoảng 100 dặm mà thôi và mà khi chúng tôi tìm hiểu đó thì quý vị thấy là ở ngay tại Florida có khoảng đầu một chục cái căn cứ quân sự mà bây giờ nếu như mà cái, cái facility này xây dựng ở ngay chỗ này thì ừ. rõ ràng là phía trung cộng đang muốn thu thập những cái uh, tin tức tình báo từ các căn cứ quân sự này mà thôi à, thì bây giờ đó um, uh, đây không phải là lần đầu tiên mà trung cộng à, cố gắng theo dõi những cái thông tin liên lạc điện tử mà phía à, các cơ quan mật vụ đó họ nói cái chuyện này đã xảy ra trong suốt mấy chục năm trời rồi mà mật vụ họ gọi à, đây là một cái à, cái 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 chuyện mà signals intelligence thưa quý vị nghĩa là tất cả những cái tín hiệu radio những cái gì mà electronics á còn nó có những cái tầng sóng thì à. phía trung cộng muốn hát vào những cái tầng sóng đó và muốn nghe thì đương nhiên những cái tần số này phía chính phủ hoa kỳ phải giống như là uh, bảo vệ bảo mật rồi mỗi một ngày thay đổi vân vân thì trung cộng cứ mỗi một ngày là muốn hát vào đó, trong đó thì uh, uh, bây giờ đó phía uh, các thượng nghị sĩ đó họ nói họ đã nhận được cái báo cáo này và bây giờ họ muốn là phía cia cũng như là à, cơ quan à, mật vụ của hoa kỳ đó à, lên một cái kế hoạch làm sao à, bây giờ chúng ta không thể mà ngăn cản phía trung cộng bắt tay với à, cuba được nhưng mà bây giờ biết được cái tin tức đó rồi thì bây giờ phải làm sao để mà bảo vệ những cái signal intelligence này thì được biết là cái báo cáo này cũng nói phía Trung Cộng đó đã hứa sẽ trả cho Cuba một số tiền lên đến vài tỷ Mỹ Kim đổi lại là cái facility này hoàn toàn do Trung Cộng nắm quyền kiểm soát. Và quý vị nhìn thấy trên bản đồ đó từ Havana mà đến Key West 90 dặm. Gần lắm, gần lắm được quý vị cho nên chỉ cần đặt ở đó xong rồi đưa mấy cái quả khinh cái cầu bay lên thôi là có thể giám sát toàn bộ khu vực quá sát đi Vậy chúng ta chờ đợi xem phía hoa kỳ à, sáng ngày hôm nay tin tức này bên phía uh, phía trung quốc họ cũng bác bỏ họ nói ô không có cái chuyện mà chúng tôi tìm cách mua chuộc bên phía cuba à, trung quốc và cuba vẫn là những nước đồng minh trong khối cộng sản cũ vẫn giữ các quan hệ đó và tất cả những cái diễn biến hiện nay đó là phía hoa kỳ họ lại đổ lỗi cho phía hoa kỳ dựng chuyện lên để cáo buộc trung cộng tìm cách xen lẫn vào chuyện nội bộ của nước mỹ đây là hình ảnh của vladimir putin mới nhất trên xuất hiện trên đài truyền hình ông nói gì ông tuyên bố rõ dạc oh chúng tôi biết được là quân ukraine đã chính thức thực hiện tổng phản công nhắm vào nga thế nhưng ông nói thất bại Ông nói này tất cả các nỗ lực vừa qua đều thất bại. Nhưng mà nghe Putin nói là một đằng mà có tin được hay không là một chuyện khác. Tất cả những gì mà Putin tuyên bố từ ngày đầu tháng 2 cho đến giờ phút này, thưa quý vị, hầu như không có gì tin cậy được. Tuy nhiên có một điểm mà thế giới cũng đang rất quan tâm, đó là cũng trong tuyên bố này. Putin tuyên bố là ông đã cùng với nhà lãnh đạo của belarus quốc gia láng giềng với ukraine ở phía bắc belarus có biên giới với nga ở phía đông và phiên giới phía nam với ukraine hiện nay lại là quốc gia đồng minh thân cận nhất của putin trong cái khu vực này cho nên uh, rất là quan tâm bởi vì trong thời gian qua ông tổng thống belarus uh, từng tuyên bố là nếu cần thiết thì bên phía Belarus có thể hỗ trợ quân đội Nga bằng quân đội chính quy của Belarus. Thì ông Putin ngày hôm nay tuyên bố có thể là ông sẽ hợp tác với Belarus để thiết lập một trạm bắn nguyên tử ở tại Belarus. À, tuyên bố này chưa biết được có thực hiện hay không bởi vì bên phía cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho đến giờ phút này họ vẫn chưa ghi nhận có bất cứ một cái sự chuyển bất cứ một cái sự chuyển động quân sự nào có nghĩa là những cái đoàn xe mang đầu đạn hỏa tiễn của Nga từ biên giới của Nga chạy vào Belarus về và đập những cái dàn phóng để bắn về phía Ukraine phía cơ quan tình báo Hoa Kỳ chưa thấy và bên phía Ukraine cũng chưa nữa nhưng mà những cái tuyên bố như thế này hành động như thế này song song cùng thời điểm Ukraine tuyên bố cuộc tổng phản công để cho thấy Putin không ngại có thể sử dụng vũ khí nguyên tử khi cần thiết ông chỉ cần nói thôi là điều gì có thể xảy ra ông nghĩ rằng ông chỉ cần tuyên bố thôi là bên phía hoa kỳ phải cân nhắc lại việc tiếp tục hỗ trợ cho ukraine cũng như nato tiếp tục hỗ trợ cho ukraine để thực hiện cái kế hoạch tổng phản công và cung cấp quân sự cho ukraine thì đó là những tuyên bố chính thức Giờ đây mọi người đang chờ đợi, đồng thời bên cạnh đó thì những cái tin tức liên quan tới um, cái việc mà Kherson thưa quý vị, đây là vùng Kherson mà chưa hết nữa, từ Kherson cho tới vùng của bên phía Nga đó, cái tình trạng mà phá cái con đập Nova đó đã gây ảnh hưởng rất lớn, giờ đây thì nước quá tràn ngập quá nhiều. Nước dơ thì nhiều nhưng mà nước sạch thì ít, đó là những cái nỗi thống khổ hiện nay của cư dân à, sống cả hai bên bờ đập và quay trở về phần tin uh, Hoa Kỳ thì uh, thưa quý vị, mới đây theo uh, dữ liệu thống kê từ một cái tổ chức Realty là uh, bất động sản uh, Adam, họ thấy là trong vòng tháng 4 với tháng 5 này đó uh, số uh, nhà mà bị nhà bank chính thức làm hồ sơ để mà foreclose đó, tăng mạnh và đã tăng nhiều hơn uh, từ 5 cho đến 10% so với cái thời điểm này của năm ngoái chứng tỏ cho thấy là những người mà họ mua nhà đó bắt đầu họ không chịu nổi với cái số tiền phải đóng mỗi một tháng khi mà cái uh, cái interest rate nó quá cao như vậy thưa quý vị thì cái tổ chức này họ thấy là vào tháng tư vừa qua đó số nhà mà bị foreclose đã tăng lên thêm 7% tổng cộng có 35.196 căn nhà bị foreclose cái này là cái dữ liệu khắp Hoa Kỳ à, riêng tháng 5 vừa rồi đó thì là lại tiếp tục uh, có 23.245 căn bị uh, foreclose mà trong đó họ nói là ba tiểu bang mà số nhà bị foreclose nhiều nhất là Florida California với lại Texas thì cái lý do đó thì à, cái tổ chức này à, họ nghĩ là bởi vì cái à, tiền tiền nhà quá cao cộng với tiền interest mà trong khi tiền lương đó lại không có tăng theo đúng cái tỷ lệ của cái à, đời sống thì à, lấy cái dữ liệu từ phía bộ lao động đó họ thấy là vào à, tháng tư của năm 2020 đó một cái người đi làm à, trung bình họ nhận cái này là họ lấy mức lương người giàu người nghèo họ cộng lại thì nó ra một giờ đó là vào năm 2020 khi đó quý vị cũng nhớ là số người đi làm khang hiếm cho nên là công ăn việc làm cái tiền lương tăng lúc đó một người trung bình họ nhận đi làm lãnh về 25 đồng cho một giờ nhưng mà vào tháng tư năm nay đó cái số tiền này lại tuột xuống còn có 24 đồng ừ. nghĩa là giống như là cái cùng một cái công việc đó nhưng mà bây giờ các công ty họ trả lương đã thấp đi rồi thưa quý vị và đó là các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Chiều nay lúc 5 giờ trở lại với các bản tin buổi chiều và sau đó là phần tin tức nổi bật với Đinh Quang Anh Thái vào trong trang nhà leadersofontv.com theo dõi phần livestream quý vị nhé. Và nếu vào YouTube nhớ nhấn nút like, nút subscribe. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.